lãnh đạo sẽ phải là liên tục. Nghĩa là nếu mà chúng ta làm cái chuyện đó là chúng ta phải làm liên tục đó, chứ không phải là bữa nay tôi vui á, tôi về tôi yêu thương hàng xóm, tôi tặng ông hàng xóm này kia, tôi không quét rác vào nhà ông. Bữa sau tự nhiên tôi buồn bà vợ tôi, cái tôi ra ngoài là tôi làm rùm beng lên hết, và ông hàng xóm nào mà nhảy vô là tôi chửi ông chết hơn. Thì cái đó là chúng ta thiếu tính liên tục. Và cái thứ hai là tính kiên trì. Thì liên tục và kiên trì là hai cái đặc tính mà giúp cho nhà lãnh đạo thành công. Nếu mà mình làm bền bỉ một cái chuyện gì đó mỗi ngày thì cái chuyện đó sẽ tạo cho mình một cái thói quen, trở thành cái tiềm thức của mình không làm không được. Ví dụ như mình đã yêu thương hàng xóm hàng ngày rồi thì mình sẽ yêu ông cả đời luôn. Rồi cái thứ hai là kiên trì, có nghĩa là không có bỏ cuộc. Lãnh đạo mà bỏ cuộc là thua. Khi mà chúng ta bắt đầu, ví dụ như chúng ta làm lãnh đạo một đội quân đúng không, mà nếu mà chúng ta bỏ cuộc, có nghĩa là tướng mà bỏ cuộc thì coi giống như rắn mất đầu, đội quân nó không có người lãnh đạo và toàn bộ quân lính là sẽ bị thua hết. Rồi thua là bởi tướng chứ không phải là bởi lính. Tướng mà có ngon, mà kiên trì, mà liên tục thì lính sẽ nghe theo và lính lúc đó sẽ rất là thiện chiến. Thì đó là hai cái đặc điểm mà lãnh đạo cần phải thực hiện. Tôi cũng đã thực hành cái này rất là lâu rồi. Và trong cái ví dụ như trong cái chuyện mà đợt này tôi làm livestream thì tôi cũng sẽ rất là kiên trì. Hôm nào đi công tác thì sẽ làm sớm hơn, hôm nào đi dạy về trễ thì sẽ làm trễ, miễn sao mà trong ngày đó ít nhất phải có một cái livestream đó. Thì đó là mình liên tục và mình kiên trì mình làm. Rồi bây giờ thì lãnh đạo là có hai dạng. Một dạng là chúng ta tự lãnh đạo bản thân và lãnh đạo trong một cái quy mô nhỏ, một cái team nhỏ 5-7 người, mười mấy người. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn lãnh đạo lớn hơn, lãnh đạo một công ty lớn, lãnh đạo một cái hệ thống lớn, lãnh đạo một cái quốc gia lớn, vân vân, thì chúng ta cần phải lớn hơn. Và lớn hơn ở đây á thì khác biệt duy nhất đó chính là cái tầm nhìn, hay còn gọi là cái việc người ta dám nghĩ lớn, người ta nhìn bức tranh toàn cảnh, người ta nghĩ ra những cái bức tranh lớn hơn. Thì cái tầm nhìn ở đây á thì vẫn có thể chúng ta có được, đây không phải là việc bẩm sinh. Có nhiều người là sinh ra đương nhiên là không có được tầm nhìn tốt, nhưng mà sau đó qua quá trình trưởng thành của người ta thì người ta sẽ có được tầm nhìn. Và tôi sẽ chia sẻ hai cái thứ mà có nó thì sẽ có tầm nhìn tốt. Cái thứ nhất đó là kiến thức đó. Thì như vậy người lãnh đạo giỏi á, mà người lãnh đạo lớn là người ta liên tục người ta học hỏi, học từ thầy giỏi, học từ chuyên gia giỏi, học từ những người đầu ngành. Cái thứ hai là người ta đọc sách rất là nhiều, người ta yêu sách, người ta đọc sách và người ta cũng thích chơi với những người mà cùng đọc sách giống như mình. Cái thứ ba đó là có kiến thức là chúng ta phải luôn luôn nâng cấp mình. Chúng ta có thể phản biện nhưng chúng ta không có chỉ trích những cái người mà có những cái tầm nhìn hay là những cái quan điểm trái ngược chúng ta, để chúng ta học hỏi được. Chúng ta học ngay cả đối thủ của mình. Và học đối thủ là một trong những cách học nhanh nhất. Từ sao? Từ đối thủ của mình mà đã làm tốt rồi, mà người ta giành thị phần của mình, thì cách tốt nhất mình có thể làm đó chính là học từ đối thủ. Như vậy thì những cái thứ đó sẽ giúp cho kiến thức của mình tăng lên rất là nhiều, đúng không? Thì cái kiến thức chính là cái đã có rồi. Có nghĩa là sao? Đó là vào trong não của mình, là vào trong tiềm thức của mình. Chúng ta hiểu được cái quá khứ và chúng ta hiểu được cái hiện tại, ha, để dự phòng cái tương lai. Và có đặc điểm thứ hai để mà tăng cái tầm nhìn lên, ha, ngoài kiến thức ra thì phải cần cái thứ hai. Cái thứ hai thì bây giờ các bạn đoán đi, ha, các bạn comment ở bên dưới. Bây giờ cần cái tầm nhìn tốt nè, cần cái tầm nhìn xa nè, cần cái tầm nhìn mà tổng thể hơn để lãnh đạo được tốt hơn và để lãnh đạo đội nhóm to hơn, để xây dựng cái công ty lớn hơn. Thì chúng ta cần thứ nhất là kiến thức. Và thứ hai đó là cái gì? Thứ hai đó là gì các bạn comment bên dưới giúp. Rồi, xin chào Trần Toản. Rồi các bạn comment bên dưới là yếu tố thứ hai cần phải có để mà chúng ta có tầm nhìn thật lớn của một người lãnh đạo thì đó là gì. Chúng ta comment bên dưới xem. Chúng ta comment bên dưới ha, ngoài kiến thức ra thì còn cần gì nữa không? Yếu tố thứ hai cũng cực kỳ quan trọng luôn. Các bạn comment bên dưới. Rồi xin cảm ơn Đặng Phương Nam. Tâm sáng ha. Tâm sáng. Rồi kỷ luật bản thân và thái độ đúng đắn. Rồi kỷ luật bản thân thì ở trên chúng ta nói rồi đó. Đó chính là cái tính cách của lãnh đạo.
chúng ta phải liên tục kiên trì, thì đó cũng chính là kỷ luật, thái độ đúng đắn. Ok, nhưng mà rất nhiều người có thái độ đúng đắn mà không có tầm nhìn xa nha. Rồi chúng ta tiếp tục, bạn nào có thêm cái ý kiến.